Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn cách mà để ghép những cái file bản đồ địa chính trên phần mềm My Rotation V7 lại với nhau cho gọn cho nhanh nha các bạn. Rồi, việc đầu tiên vô nha. Ta mở cái tổng rồi nha. Mở cái tổng rồi. Mở cái video V7 này nha. Rồi, sau khi mở này, cái view không có file này đúng không? File này. Refer nè, tool nè, đó, copy này nha, rồi, mở số 3 lên nha, ok nha, rồi, sau khi múc file này, tôi muốn bỏ vô đây, bấm vào tool nè, này, đây nè, rồi, nha, rồi, xong rồi, nó không có cái này nữa là ok nha các bạn, rồi, bấm đây, đó, nhanh gọn nhẹ các bạn, giả thử tôi ghép thêm một file nữa nha. Số 2 nha, ok nha, là tool nè, đó, rồi ghép nhanh quá, đó, thì nó ghép nhanh không? Rồi cảm ơn các bạn đã nghe, chúc các bạn thực hành thành công nha.